Chào các bạn. Đã bao giờ bạn đang đi trên đường thì bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm người lạ mặt hay không? Trong lúc này bạn làm gì? Bạn sẽ tự vệ lại. Và nhóm người này vẫn tấn công bạn, dồn ép bạn vào một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm đó không có lối thoát. Chúng liên tiếp dùng tay đánh đập bạn, tấn công vào chân, vào mặt, vào bụng, thậm chí là bất kỳ một cái cơ quan nào trên người bạn. Trong lúc đó, bạn đã dùng hết sức của mình, dùng những lời lẽ của mình để yêu cầu bọn này dừng lại. Nhưng mà bọn này vẫn không dừng tay. Bạn hoảng loạn, bạn vớ được một cái cây. Bạn lấy cái cây này, bạn đập vào một tên trong cái đám côn đồ đó, chỉ với mong muốn là bọn chúng sẽ dừng ngay lại những cái hành vi tấn công kia. Nhưng không, bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công bạn, và tấn công mãnh liệt hơn, như thể muốn giết bạn vậy. Lúc này bạn nhớ rằng trong người bạn có một con dao. Con dao này thật ra là bạn mới vừa đi chợ, hoặc là bạn mua ở một cái đơn vị nào đó, cửa hàng nào đó, đem về để gọt trái cây, để sắc thịt thôi. Thì lúc này trong bất giác bạn mới lấy con dao ra. Bạn đưa lên và cảnh báo chúng rằng nếu chúng vẫn còn tấn công bạn thì bạn sẽ đâm chúng. Nhưng bọn côn đồ không sợ, vẫn tiếp tục tấn công bạn. Tấn công bạn điên rồ hơn khi nãy. Và cuối cùng á, bạn không còn sự lựa chọn nào khác, bạn phải dùng con dao đó để đâm một tên cho bọn chúng. Kết quả là nó chết. Và rồi tòa tuyên án. Hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội. Xét thấy, quyết định tuyên phạt bị cáo giết người do vượt quá sự phòng vệ chính đáng, với mức phạt tù 9 tháng 9 ngày là con số mà bạn phải nhận. Bạn bắt buộc phải nhận. Và rồi cuộc đời của bạn lại trải qua những ngày tăm tối trong ngục tù. Tự nhiên một sự việc ở đâu từ trên trời rơi xuống, kết quả cuối cùng mình lại trở thành một người tù tội. Đáng tiếc đúng không các bạn? Nói tới đây á, thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ đặt một câu hỏi là trong trường hợp này, người mình tạm gọi cái người đàn ông vào tù khi nãy là A đi ha. Thì anh A này á, anh có phát sinh một cái quyền phòng vệ chính đáng hay không? Rồi anh phòng vệ như thế nào thì không bị phạt tù? Như thế nào là sự vượt quá phòng vệ chính đáng? Theo quy định của pháp luật tại điều 22 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, thì phòng vệ chính đáng được hiểu là một người nha, vì lợi ích của mình hoặc là những cái quyền của mình, hoặc lợi ích của người khác, tổ chức, cá nhân hoặc của nhà nước mà buộc phải chống trả lại một cách cần thiết đối với những hành vi trái pháp luật, và hành vi này không được coi là tội phạm. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của anh này. Một câu chuyện có thật tại bản án hình sự số 07 năm 2018 được Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử, tuyên phạt 9 tháng 9 ngày đối với bị cáo Bùi Văn A. Chúng ta có thể thấy rằng là khi đi trên đường, vô tình chúng ta bị những cái kẻ côn đồ này tấn công, thì dĩ nhiên rằng chúng ta phải phòng vệ lại, chúng ta phải vì lợi ích của mình, phải bảo vệ của mình. Người không vì mình trời chu đất diệt mà các bạn. Thì trong trường hợp này, khi mà tính mạng, sức khỏe của bạn đang bị đe dọa, bị tấn công, hoặc thậm chí là có nguy cơ sẽ mất mạng luôn, thì lúc này tôi buộc phải phòng vệ thôi các bạn. Tôi phải phòng vệ, nhưng phòng vệ bằng cách nào thì được xem là chính đáng các bạn. Luật bỏ ngỏ. Tại vì sao? Luật không có quy định rõ là anh phải phòng vệ như thế này, phòng vệ như thế kia thì mới được xem là chính đáng. Mà khi xét xử một vụ việc nào đó thì tòa sẽ căn cứ rất là nhiều tình tiết, trong đó là hoàn cảnh sự việc nè, tâm lý nè, hành vi trái pháp luật của cái nạn nhân, tức là những cái người mà bị đâm chết đó các bạn. Xem xét rất là nhiều yếu tố để mới biết được chính xác là bạn có nằm trong cái sự phòng vệ chính đáng của bạn hay không. Thì một câu hỏi đặt ra, khi nào là bạn phát sinh quyền phòng vệ? Thì theo như mình biết, quyền phòng vệ được phát sinh kể từ khi có một cái hành vi vi phạm pháp luật nào đó tấn công, ví dụ như hành vi tấn công bạn đi, và hành vi đó vẫn còn tồn tại nha, thì lúc này anh A sẽ phát sinh quyền phòng vệ chính đáng. Lật ngược lại, giả sử trong trường hợp nhóm côn đồ đó đánh bạn một cái đi, đánh bạn một cái và chúng dừng lại, chúng không đánh nữa, thì lúc này quyền phòng vệ của bạn dẫu có phát sinh nhưng nó cũng đã kết thúc rồi. Thì lúc này bạn chống trả lại, hoặc là bạn tự động bạn đánh lại người ta, thì lúc này nó lại phát sinh cái quyền phòng vệ của cái người kia. Cũng trong cái nội dung liên quan đến sự phòng vệ chính đáng này, thì có một điều mà chúng ta cần lưu ý, đó là khi chúng ta phòng vệ thì phải phòng vệ nằm trong sự cần thiết. Và luật cũng không có giải thích rằng sự cần thiết là như thế nào các bạn ạ. Nhưng mà theo như kinh nghiệm và thực tiễn xét xử, thì sự cần thiết ở đây được hiểu đó là ở một cái mức độ tương xứng giữa cái hành vi của người tấn công bạn và hành vi phòng vệ của bạn đáp trả lại. Tức là sao? Tức là nếu như cái đám côn đồ kia tấn công bạn chỉ với mục đích gây thương tích cho bạn thôi, thì cái việc bạn chống trả lại nó cũng chỉ nằm trong giới hạn đó thôi. Có nghĩa là bạn có thể gây thương tích lại cho hắn, gây thương tích lại cho bọn côn đồ đó, chỉ nhằm mục đích là để dừng lại, để bắt chúng dừng lại cái hành vi đó. Nhưng sẽ phát sinh một trường hợp,
Làm sao bạn kiểm soát được câu chuyện là bạn sẽ chống trả lại, nhưng mà nằm trong sự cần thiết. Bởi vì sao? Với cái tình huống khi nãy, khi mà bạn bị dồn quá, ép vào một cái vị trí không có lối thoát, là một con hẻm đi, thì lúc này sao ạ? Lúc này bạn đâu còn có cách nào khác ngoài việc đáp trả lại một động thái rất là hung hăng từ bọn côn đồ. Và bạn khi mà bạn chống trả lại bằng cách bạn dùng một cái gậy đi, bạn vớ được một cái gậy, bạn đánh chúng một phát, nhưng không may chúng chết thì sao? Thì lúc này bạn có khả năng bạn sẽ phải chịu tội, đúng không? Theo như cái bản án khi nãy là bạn có thể nhìn thấy là bạn có khả năng chịu tội trong cái trường hợp này. Nhưng lại một câu hỏi đặt ra nữa các bạn. Tôi rất là thắc mắc là nếu như trong trường hợp đó chúng ta dùng một cái cây gỗ nào đó, chúng ta đánh chúng lại đi, đúng không? Mình thấy có khá là nhiều bản án cho rằng là nếu mà mình sử dụng một cái vật gỗ mà nó cứng, nó có độ dày đi, đúng không? Rồi nó có tính sát thương cao, mình đánh chống trả lại một cái người nào đó, người đó chết, là mình vượt quá sự phòng vệ chính đáng và mình phải chịu tội ở một cái điều là tội giết người do vượt quá sự phòng vệ chính đáng. Nó khó khăn nằm ở một cái chỗ là giả sử trong tình huống đó bạn chỉ còn đúng một cái khúc cây đó thôi, một cái khúc gỗ đó thôi, và khúc gỗ đó là khúc gỗ có tính sát thương cao đi. Thì bây giờ một á là bạn chống trả lại, giờ lúc bạn chống trả nè, đang hoảng loạn mà chống trả là tao phải đánh vào cái vị trí này của mày, hay tao đánh vào vị trí này của mày để mày không bị chết, hay là tao đánh vào vị trí này để cho mày bị thương thôi. Bạn có thời gian để bạn suy nghĩ điều đó không? Không. Khi mà một hành vi nó tấn công bạn dồn dập như vậy thì bạn không có đủ thời gian để bạn suy nghĩ là mình phải đánh vào vị trí nào để nó không chết. Mà mình chỉ có thể suy nghĩ được một cái là trong lúc này mình buộc phải làm gì đó để bảo vệ mình và tên kia nó chấm dứt hành vi của nó, đúng không? Thì vô tình thôi, bạn lấy cái cây bạn quất một phát vào trong cái cổ của nó hoặc cái đầu của nó gãy cổ nó chết. Thế là bạn ở tù. Kỳ ha, kỳ thật các bạn, kỳ rất kỳ luôn. Và dĩ nhiên là sẽ có cái câu chuyện là phải xem xét rất là nhiều tình tiết thì mới đánh giá được các bạn có chịu cái tội danh này hay không. Nhưng mà chung quy lại là rõ ràng luật nó không có một cái định mức cụ thể trong cái sự cần thiết. Như thế nào là cần thiết các bạn? Là một cái mức độ tương xứng giữa hành vi trái pháp luật kia với hành vi chống trả của bạn. Và bạn phải bắt buộc bạn phải làm một cái điều gì đó ngược lại, chống trả lại, nằm trong cái khuôn khổ đó thôi. Bạn không làm được hơn. Nhưng mà có những cái trường hợp giống như Phúc nói đó, không còn sự lựa chọn nào khác buộc chúng ta phải làm điều đó. Một là giữ tính mạng của mình, hai là phải chống trả lại và không cần biết sát thương của người kia như thế nào. Đó là một cái trường hợp bạn phải hiểu đúng về cái sự phòng vệ chính đáng của bạn. Nhóm côn đồ tấn công bạn thì bạn phát sinh quyền phòng vệ chính đáng. Hành vi của bọn chúng vẫn tiếp diễn thì bạn đang phát sinh cái quyền phòng vệ chính đáng đó, bạn được quyền chống trả lại. Nhưng bọn chúng đã dừng lại rồi. Dừng lại khoảng 5 phút, 10 phút, 100 phút, 1 giây, 2 giây, không có định lượng, miễn là chúng dừng lại. Thì khi chúng dừng lại rồi mà bạn vẫn còn tiếp tục quay trở lại phòng vệ, bạn sử dụng lấy một cái vật đó bạn tấn công chúng, thì lúc đó nó còn không còn là sự phòng vệ nữa các bạn. Lúc đó là một cái hành vi khác rồi, là hành vi ngược lại là bạn tấn công người ta đó. Thì nó lại vướng mắc một cái chỗ nha các bạn. Do là không có định lượng rõ ràng về cái câu chuyện là dừng lại là dừng lại bao nhiêu giây, dừng lại bao nhiêu giờ, dừng lại bao nhiêu phút. Không có quy định nào quy định về dừng lại trong bao lâu thì bạn mới hết quyền phòng vệ. Như vậy, đã thử trường hợp đi, cũng là bọn côn đồ đó có thể là tấn công bạn không quá dồn dập, có nghĩa là nó không đánh liên tục vào bạn, mà nó chỉ là đánh bạn vào trong chân tường, rồi sau đó nó ngưng một chút xíu, rồi nó lại đánh tiếp bạn, rồi nó ngưng một chút xíu, rồi nó lại đánh tiếp bạn. Thì sao? Thì bạn có phòng vệ được không? Hay bạn phòng vệ xong chúng chết thì lúc này gọi là bạn không còn sự phòng vệ nữa. Thử đặt một cái dấu chấm hỏi ở chỗ đó đi, và bạn sẽ giải quyết cái dấu chấm hỏi đó như thế nào? Với quan điểm của mình á, thì nếu mà để định lượng được á, là phải dừng lại bao lâu, cái hành vi trái pháp luật á, phải dừng lại bao lâu thì bạn mới hết cái sự phòng vệ của mình, thì nó cũng hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên mình cũng không thể nào dựa vào cái điều đó để mà mình có thể xác định được là cái quyền phòng vệ của mình nó hết hay không. Theo Phúc nghĩ thì nên là chúng ta xem xét khi mà một người phát sinh quyền phòng vệ chính đáng là khi có một hành vi trái pháp luật tấn công, đe dọa hoặc là xâm hại đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì lúc này mình phát sinh được một cái quyền phòng vệ chính đáng. Và cái quyền phòng vệ chính đáng này sẽ được sử dụng khi mà chúng vẫn còn tiếp diễn cái hành vi đó, vẫn còn tồn tại cái hành vi đó mà nó không dựa vào cái định lượng thời gian. Tại vì khi dựa vào định lượng thời gian thì chúng ta phải xem xét là bao lâu. Khi mà các bạn phòng vệ thì các bạn sẽ phải lưu ý một trường hợp sau đây. Đó là phòng vệ chính đáng là đối với những hành vi thực tế đang xảy ra, chứ không đối với những hành vi nằm trong tưởng tượng. Có nghĩa là sao?
Giả sử như đám côn đồ kia không hề tấn công bạn, nó chỉ tưởng tượng trong đầu à lát nó sẽ tấn công bạn thôi, thì nó chưa làm gì hết thì bạn đã đánh nó lại rồi, thì lúc này cái đó không phải là sự phòng vệ bạn, lúc đó là bạn tấn công ngược lại nó rồi, không được xem là sự phòng vệ nha các bạn. Ví dụ như một trường hợp bọn côn đồ đó cũng lại gây sự rồi lại đánh bạn vài cái xong nó bỏ đi, khoảng vài tiếng sau đó cái thằng bạn gặp nó ở ngoài chợ, cái lúc này bạn quay lại hồi nãy mày đánh tao nè, bây giờ tao sẽ vô tao đánh lại mày, bây giờ bạn tấn công nó, thì lúc này không gọi là sự phòng vệ nữa các bạn, cái đó là gọi là trả thù rồi. Lúc này là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của bạn, nếu mà ở mức độ nhẹ thì bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, còn nếu mà bạn gây thương tích cho nó thì tùy vào mức độ xem xét xem là bạn có thuộc vào tội cố ý gây thương tích hay không, hoặc là nếu như mà bạn đã đánh nó chết luôn á, lúc mà xem xét bạn là tội giết người nó sẽ khác nữa. Do đó là để mà biết được là bạn có nằm trong cái sự phòng vệ chính đáng hay không, hay là bạn có phát sinh quyền phòng vệ hay không, lúc này còn phải xem nhiều căn cứ, xem nhiều tình tiết và đánh giá một cách toàn diện hơn. Thì mình thấy là có nhiều tòa án khi mà xét xử thì người ta đều đánh giá khách quan theo cái phương diện này. Thì trong video lần này á, mình sẽ tóm gọn lại cho các bạn một điều sau đây thôi. Thứ nhất là các bạn sẽ được phòng vệ khi nào? Được phòng vệ khi mà có một cái hành vi trái pháp luật nào đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, của người khác hoặc là của một cá nhân tổ chức khác. Ví dụ như bạn thấy một cái đám côn đồ đánh mẹ bạn đi, thì lúc này bạn có thể phát sinh quyền phòng vệ vì bảo vệ quyền lợi của mẹ bạn mà bạn phải chống trả một mức cần thiết đối với cái bọn kia là được nha các bạn. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà phòng vệ chính đáng á, có một cái sự tương xứng giữa cái hành vi trái pháp luật tấn công vào bạn hoặc là người thân của bạn gì đó á, và dựa với cái hành vi của bạn đáp trả lại, hành vi tự vệ của bạn lại, nó có phải sự tương xứng với nhau về mức độ nha các bạn. Thì trong video lần này chúng ta sẽ chỉ bàn hai nội dung đó thôi. Còn sau đó thì Phúc sẽ có một cái video khác để chia sẻ cho mọi người về cách phòng vệ như thế nào là chính đáng và sử dụng những cái công cụ như thế nào để mà mình phòng vệ mà mình không bị phạm pháp. Thì mọi người nhớ like, chia sẻ và subscribe kênh để có thể không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.